Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hồng Yến Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Tối nay lúc 9 giờ giờ Đông Bộ Hoa Kỳ, 6 giờ chiều California, Tổng thống Donald Trump sẽ có bài thông điệp liên bang. Và tại sao lại có bài này trong khoảng thời gian chính phủ đóng cửa? Đây là bài thông điệp liên bang lần đầu tiên trong 2 năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Theo các chuyên gia, họ nói rằng, thứ nhất, ông muốn dùng cái thông điệp này để gửi, để thuyết phục toàn cử tri trên 50 tiểu bang của nước Mỹ ủng hộ cho ông việc mà ông đang tranh đấu với đảng Dân Chủ để đòi phải có bức tường thành trị giá 5,7 tỷ Mỹ Kim. Các cuộc thăm dò mới đây cho biết, thưa quý vị, là cho đến giờ phút này đó, số cử tri ủng hộ Tổng thống Trump để xây bức tường vẫn chiếm thiểu số, có nghĩa là dưới 50%. Trong khi số cử tri yêu cầu ông và đảng Dân Chủ mở cửa lại, chính phủ trở lại đó, là vượt quá 50%. Số cử tri đa phần là đảng Cộng Hòa ủng hộ cho Tổng thống Trump, còn đảng Dân Chủ và thành phần độc lập thì lại không. Đó là lý do ông Trump ông muốn gửi thông điệp này đến, với một phần dùng thông điệp liên bang để nói lên tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến vấn đề an ninh. Và đó là lý do nhiều người nói lẽ ra ông Trump không nên làm. Bởi vì đâu có cái gì đâu gọi là an ninh khẩn cấp quốc gia. Mà trong khi đó, đường biên giới cho đến giờ phút này, nó không phải là có quân xâm lăng, quân khủng bố tấn công. Mà chúng ta nhớ đó là thông điệp về tình trạng khẩn cấp quốc gia đã được đọc là dưới thời ông Bush, George W. Bush, 2001, 911, khi mà bọn khủng bố tấn công tòa nhà Mậu Dịch. Đó là lý do chính đáng để Tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp an ninh quốc gia. Đằng này đây chỉ là một chuyện mà ông đòi xây bức tường. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải nhớ là thời điểm mà lúc ông Trump đòi hỏi đó, là ông đã từng cam kết với cử tri rằng ông sẽ xây bức tường beautiful và đồng thời buộc chính phủ Mexico phải trả bức tiền đó. Đó là lời cam kết của ông Trump. Ông Trump cam kết là sẽ buộc bằng được là Mexico phải xây bức tường. Cuối cùng thì Mexico không có trả. Rồi ông cũng hứa là sẽ xây bức tường thành dài 2.000 dặm và trị giá hơn 20 tỷ Mỹ Kim. Rồi sau khi Mexico không đưa tiền, ông bắt đầu quay qua và buộc quốc hội, mà lúc đó, thưa quý vị, đảng Cộng Hòa chiếm đa số, để tìm bằng mọi cách, và ông nghĩ rằng nhờ cái đa số đó, ông sẽ có được 20 tỷ Mỹ Kim hơn nữa để xây bức tường. Nhưng mà cuối cùng, ngay cả khi đảng Cộng Hòa chiếm được đa số, bức tường cũng không thành hiện thực. Cuối cùng không xây nổi bức tường thành dài, thì ông nói, thôi thì xây bức tường ngắn vậy, và ít tiền hơn 5 tỷ 7 thôi. Nói là 5 tỷ 7 nhưng mà thực tế đó, thưa quý vị, sẽ còn cao hơn rất nhiều. Và khi đưa vấn đề này ra thì phải gặp phải cái tình trạng mà làn sóng xanh và khiến cho đảng Dân Chủ chiếm Hạ viện. Thế thì cái việc mà có bức tường nó còn khó hơn nữa. Cho nên trong suốt thời gian qua, điểm mà giới phân tích ra nói ông Trump hiện nay bằng mọi giá ông phải xây cho bức tường, bởi vì ông rất sợ rằng ông sẽ mất chiếc ghế tổng thống trong lần tái tranh cử nhiệm kỳ năm 2020. Đó là lý do duy nhất ông phải bằng mọi giá xây bức tường này và dẫn đến tình trạng đóng cửa. Tối nay, bài thông điệp liên bang sẽ được các hãng truyền hình network gửi đến quý vị. Đồng thời, tin Breaking News vừa đưa đến cho biết bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện của Đảng Dân Chủ, và ông Chuck Schumer, lãnh tụ khối thiểu số của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện, cả hai sẽ xuất hiện và cũng có bài thông điệp để đối đáp trả lại với những gì mà Tổng thống Trump đưa ra. Và họ nghĩ rằng, bên phía Đảng Dân Chủ nghĩ rằng trong diễn văn thông điệp lần này đó, Tổng thống Trump sẽ đổ lỗi cho Đảng Dân Chủ và nói rằng Đảng Dân Chủ
là đạn mà đã ngăn cản ông xây bức tường và để giúp giảm thiểu tình trạng an ninh của quốc gia. Và khi mà công bố tình trạng khẩn cấp này có nghĩa hiến pháp cho phép Tổng thống Trump lấy tiền từ Bộ Quốc phòng quân đội để bảo vệ cho an ninh biên giới. Tuy nhiên điều đó, thưa quý vị, một lần nữa tam quyền phân lập. Lẽ đương nhiên là Tổng thống có nhiều quyền hạn, nhưng mà đồng thời Quốc hội và Tòa Liên bang đến tối cao Pháp viện vẫn được quyền giám sát những cái quyết định này. Nếu họ thấy cái quyết định đó không hợp lý thì Quốc hội có quyền kiện ông Trump lên Tòa Liên bang. Và nếu Tòa Liên bang thất bại, Tổng thống Trump có quyền đưa lên tòa kháng án và lẫn lên tối cao pháp viện. Và cái chuyện đó nó kéo dài có thể cả mấy năm tới nữa, cho nên rồi nhiều người nghĩ rằng bức tường này cuối cùng cũng sẽ không xây dựng được. Thế nhưng liệu rằng Tổng thống Trump có bỏ cuộc hay không? Nhân cơ hội này có thể ông sẽ lấy tiền từ bên phía Bộ Quốc phòng để xây. Điều đó có nghĩa là thỏa mãn lời cam kết của ông đối với cử tri và đồng thời mở cửa trở lại. Bởi vì bây giờ ông đã có tiền để xây rồi thì ông mở cửa trở lại. Trong lúc đó thì các vụ kiện đang diễn ra, cho nên người ta nói mặc dù như thế nó cũng chưa chắc là Tổng thống Trump đã xây được bức tường thôi. Dạ vâng, thưa quý vị, khi mà một vị tổng thống mà đưa ra một cái thông điệp liên quan đến cái vấn đề an ninh của quốc gia thì đây là một cái chuyện rất là lớn chứ không phải là một cái chuyện nhỏ. Thì đầu tiên cái trách nhiệm của truyền thông đó là phải căn cứ theo cái lời nói của ông tổng thống, họ phải đưa ra những cái dữ liệu, những cái con số chính xác để mà người dân xem là cái lời tuyên bố của ông tổng thống này có đúng sự thật hay là không. Thì đó là trách nhiệm của truyền thông. Còn cái việc mà người dân vẫn tiếp tục ủng hộ cho tổng thống thì đó là cái quyền tự do của mỗi người. Nhưng mà chúng tôi vẫn phải đưa tin tức cho quý vị, đó là quý vị cũng còn nhớ bà Sarah Huckabee Sanders, bà đã từng tuyên bố là tổng thống đưa cho rằng đây là một cái vấn đề an ninh quốc gia là bởi vì trong năm 2018 vừa qua CBP ở vùng biên giới phía Nam đã ngăn chặn được gần 4.000 vụ vượt biên trái phép mà những người này, tòa Bạch Ốc nói rằng trong cái danh sách của CBP là những cái thành phần rất là nguy hiểm hoặc là có liên hệ với khủng bố và tất nhiên không phải là công dân của Hoa Kỳ. Thì cái con số gần 4.000, con số chính xác là 3.761 thưa quý vị, mà tòa Bạch Ốc đưa ra. Thì NBC là cái đài đầu tiên họ đã đi truy tìm cái con số này từ đâu ra, và dữ liệu mà NBC thu thập được cũng như là cái con số mà họ đã hỏi bà Bộ trưởng Bộ Nội an là bà Kirsten Nielsen, thì bà Kirsten Nielsen đã đưa ra một con số hoàn toàn khác thưa quý vị. Đó là từ tháng 10, ngày 10 tháng 1 năm 2017 cho đến 31 tháng 3 năm 2018 thì CBP tại vùng biên giới phía Nam chỉ có chặn được 41 người tình nghi mà thôi, mà trong đó hết 35 người là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân hợp pháp, nghĩa là chỉ còn có 6 trường hợp là di dân bất hợp pháp và là cái thành phần tình nghi như là tòa Bạch Ốc nói. Và vùng biên giới phía Bắc thì CBP chặn được 91 người, trong đó 41 người không phải là công dân Hoa Kỳ. Thế thì cái con số mà 3.761 mà tòa Bạch Ốc đưa ra ở đâu ra thưa quý vị, thổi phồng lên quá đáng để mà Tổng thống Trump có thể lấy đây là cái cớ để mà tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Và nhớ như vậy thì cái lời tuyên bố này có còn chính xác hay là không? Và bên cạnh đó thì còn một cái tin nhỏ nữa thưa quý vị, đó là Tổng thống Trump cũng từng nói, ông nói rằng các đời tổng thống tiền nhiệm đều đồng ý với ông và họ nói với ông rằng cái việc đó, nghĩa là cái việc xây bức tường thôi quý vị, đáng lý ra phải nên được làm từ lâu rồi và họ ủng hộ Tổng thống Trump cái việc xây bức tường. Tuy nhiên vào hôm qua, cựu Tổng thống Jimmy Carter cùng với cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Tổng thống George W. Bush, cả bốn người thông qua phát ngôn viên của mình đều đưa ra cái tuyên bố như thế này. Họ chưa bao giờ bàn bạc về cái việc xây bức tường đối với Tổng thống Trump và họ không ủng hộ cái việc xây bức tường. Còn phía Tổng thống Obama, ông từ chối đưa ra lời bình luận thưa quý vị. Thì cái việc này có nghĩa là Tổng thống Trump
làm việc gì thì cũng nên đưa ra những cái lời tuyên bố chính xác, chứ đừng có thể nói, chúng ta có thể nói là đừng có bịa ra nhiều quá thưa quý vị. Yeah, và đó là lý do mà họ, các network, các cơ quan truyền thông, hệ thống TV lớn số 2, số 4, số 7 vân vân, họ ngày hôm qua họ đã lượng định xem có nên chiếu trực tiếp cái bài thông điệp liên bang của ông Trump hay không. Cuối cùng thì họ đồng ý để chiếu. Vậy sao nó cũng là cái thông điệp của Tổng thống. Để rồi họ cũng đồng ý trực tiếp truyền hình hình ảnh của bà Nancy Pelosi và ông Chuck Schumer phản bác lại những gì mà Tổng thống Trump đưa ra. Cho nên nhiều điều thú vị để xem vào tối hôm nay, bắt đầu từ 6 giờ tối. Bên cạnh đó, cái con số mà di dân vào Mỹ mà nằm trong danh sách khủng bố đó, hoặc là tình nghi khủng bố như Thảo Yên vừa nói, 6 người trong số cả bao nhiêu triệu người vừa hợp pháp, tức là đi du lịch sang Mỹ, di dân, tị nạn và kể cả những di dân bất hợp pháp nữa, họ tìm thấy có 6 người mà nằm trong cái danh sách tình nghi thôi, chứ không phải 6 người này vào đây để khủng bố nữa. Thì đấy, họ nói rằng cái chuyện mà tuyên bố tình trạng khẩn cấp an ninh quốc gia có cần thiết hay không. Chúng tôi trở lại ngay sau một quảng cáo quý vị nhé.